Giáng sinh năm nay, Impressible chúng tôi vừa bàn giao một mẫu piano rất đặc biệt. Phiên bản này không chỉ là thương hiệu piano cực kỳ cao cấp, xuất sắc nhất, mà đây còn là phiên bản cá nhân hóa độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Và đó là... Phân khúc piano cao cấp, hầu như khách hàng đều là những người có gu thẩm mỹ âm thanh và nghệ thuật cao. Do vậy, khi chúng tôi trong quá trình tư vấn thì cần phải có sự linh hoạt để có thể đề cử cho khách hàng những mẫu piano phù hợp nhất. Và để làm được điều đó, chúng tôi đã kết hợp với những đơn vị có chuyên môn như kiến trúc, nội thất, hội họa, trang sức để có thể đem đến sự hài lòng nhất cho khách hàng. Khách cũng đã research và biết đến Impressible là công ty chuyên cung cấp những cái dòng piano hạng sang, độc đáo và các sản phẩm có những cái tiêu chuẩn cao. Chị khách này không chỉ muốn có một cây đàn chỉ để chơi mà còn yêu cầu một sản phẩm có chất lượng cao để thể hiện đẳng cấp của bản thân và xứng với ngôi nhà của họ. Và họ cũng yêu cầu muốn cá nhân hóa cây piano này như các sản phẩm cao cấp khác trong nhà. Cái thương hiệu Stein Rapper này thì nó là một cái thương hiệu thủ công của Đức đã lâu đời rồi, cho nên là hiệu suất của nó rất là cao. Trong trường hợp của chị khách này thì team nghĩ đến Sturber của Đức. Đây là một trong những thương hiệu piano thủ công xuất sắc nhất thế giới và có tiêu chuẩn rất cao về sản phẩm, vì chị rất là thích các khả năng của nhà sản xuất này. Chiếc đàn này sở hữu màu xanh blue bắt mắt và sang trọng, không kém cạnh gì so với màu đen truyền thống. Đặc biệt, đây là màu xanh do chính gia chủ chọn lựa và đề cử cho Stein Grabber chế tác. Sau khi mà tham khảo cái bảng màu ra của đội ngũ thiết kế nội thất thì bên khách hàng đã xác nhận rằng là họ muốn có một cây đàn có màu xanh mã ra 5003. Khi mà bên công ty mình báo màu cho bên hãng Stein Grabber ở Đức thì họ đã có một động thái rất là chuyên nghiệp, họ đã chủ động đưa ra 3 sắc độ của cái màu xanh blue mà khách đã chọn. Một phiên bản là chính là cái màu xanh mà họ đã chọn đó, và một phiên bản thì tối hơn của màu xanh sapphire và một phiên bản sáng hơn. Tuy nhiên, về phần cá nhân hóa thì đội ngũ của chúng tôi vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để yêu cầu của khách hàng được trọn vẹn nhất, và khách hàng sẽ thích những cái phương án mà chúng tôi sẽ đề ra. Họ muốn có một cái chữ ký của họ khắc bằng vàng 24 carat được khắc lên trên đàn. Gia chủ còn yêu cầu Stein Grabber khảm tên của mình bằng vàng 24K ở phía trước mặt đàn và có chứng nhận của nhà chế tác luyện kim. Cái nét của cái chữ ký đó bình thường viết ở trên giấy thì nó rất là mảnh. Đội ngũ thiết kế bên mình đã đồ đậm những cái nét chữ ký đó lên và sau đó là gửi lại cho khách hàng để họ xác nhận. Bộ đàn này tích hợp hệ thống chơi piano tự động cao cấp và hàng đầu của Mỹ là Pianodisc Prodigy. Giờ đây, gia chủ có thể thưởng thức hàng trăm tác phẩm âm nhạc thuộc đa thể loại mà không cần đến người nghệ sĩ ngồi chơi. Đây cũng là một điểm rất là tinh tế trong những bữa tiệc nhẹ nhàng, ấm cúng bên cạnh người thân. Khi mà tôi nói ra cái giải pháp này thì khách hàng rất là thích và nhận ra rằng đây là một cái chức năng rất là hữu dụng. Chị Vy ơi, có khách ngoài Hà Nội đang yêu cầu báo giá, bây giờ mình tiến hành luôn nha. Thường công ty rất là quan trọng về mặt gặp mặt và tư vấn trực tiếp cho khách hàng. Mình phải biết là họ là ai nè, thật sự đặt vấn đề nghiêm túc thì công ty mới báo giá được. Có như vậy thì công ty mới bắt đầu triển khai hợp đồng làm việc với nhà máy. Bởi vì khi mình trao đổi với nhà máy rồi thì không thể nói tới nói lui được. Bộ phận kinh doanh cũng rất là đắn đo khi phải cân nhắc giữa việc báo giá cho khách hàng và tuân thủ theo quy định của công ty. Và cuối cùng là khi phải liên lạc với khách hàng và ra đến tận nơi để gặp trực tiếp và sẵn khảo sát được địa điểm.
Mỗi một case bán hàng là một thử thách mới. Và chúng tôi lớn mạnh qua thời gian nhờ những kinh nghiệm và trải nghiệm này. Ở ngành này thì không thể áp dụng một quy trình rập khuôn để bán hàng được. Mỗi khi khách hàng đến với Impressivo đều sẽ được tiếp nhận và tư vấn như vậy. Nên chúng tôi cũng sẽ phải linh hoạt với các khâu tư vấn, chọn lựa, kết hợp với các đối tác khác để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Mỗi một trường hợp khách hàng là một quá trình thử thách. Vì không có một công thức chung hay là một khuôn mẫu để áp dụng mà cần phải linh hoạt. Từ đó chúng tôi dần đúc kết kinh nghiệm, trưởng thành hơn và tạo được sự tin tưởng trọn vẹn hơn cho khách hàng. Đội ngũ luôn phải giữ vững những cái tiêu chuẩn về tác phong cũng như là về cách giao tiếp và chất lượng của dịch vụ của công ty và chất lượng sản phẩm cho khách hàng luôn luôn là phải ở mức tốt nhất. Impressivo là đơn vị phân phối độc quyền tất cả các sản phẩm của Stengrabber và Piano Disc Prodigy tại Việt Nam, nên quý vị cẩn trọng với những thông tin không chính thức từ bên ngoài. Impressivo có showroom trưng bày piano thực tế để quý vị trải nghiệm. Chúng tôi cam kết bảo hành chính hãng, điều mà chỉ có đại lý độc quyền mới có thể hỗ trợ quý vị cập nhật những thông tin chính xác và mới nhất về những sản phẩm piano mà quý vị khó có thể tìm thấy ở bất cứ đơn vị nào. Chúng tôi có chứng nhận đại lý độc quyền do hãng cấp với con dấu chính thức. Để trải nghiệm piano thực tế, quý vị có thể đặt hẹn qua hotline bên trên màn hình hoặc ghé thăm Piano Showroom Impressivo cao cấp của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những dự án độc đáo hơn của Impressivo.